À, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 đây ạ. Hôm nay theo lịch September đây, ngày mùng 4 tháng 9 và đã qua ngày Quốc Khánh Việt Nam rồi. À, tôi đang dùng cái calendar. À, tôi muốn nhấn mạnh điều gì? Đây là cái video rất mới ngày mùng 4 tháng 9 và lúc này theo giờ là 22 giờ 40 phút. OK, thì à, tôi sẽ làm một cái video để chứng minh cho các bạn thấy rằng là hiện nay quảng cáo trên Facebook với mảng thời trang rất là rẻ. Đây là học viên của tôi, tôi đào tạo cho một cái chương trình về fashion marketing bán hàng và marketing online cho ngành thời trang cho các đại lý bán hàng của bên công ty tôi. Và hai thầy trò đang chat lúc 22 giờ 10. Còn bây giờ là 22 giờ 40. Bạn này có nói là em thấy thầy rất là may mắn khi được gặp thầy và gặp công ty em chỉ là một người kinh doanh truyền thống cũng không nghĩ nhiều đến việc bán hàng online em có nhiều trang fanpage nhưng chỉ tạo trang để đăng giới thiệu so với khách thôi chứ không bán được nhiều em cũng nghe mọi người chạy quảng cáo bán hàng nhưng thật sự không quan tâm nên không hiểu chị hà cũng có nói chuyện với em về việc đi học nhưng bản thân em không quan tâm chị hà với bạn vũ là hai chị em đấy thì chị hà mình đang hỗ trợ cho chị đây đấy, cách đây 2 phút đang hỗ trợ em cảm ơn thầy đây thế thì À, chị Hà có nói rằng là khuyên Vũ để chạy được có 1.000 đến 2.000 tin thôi Nên là rất là vui, rất là tốt à, Bạn khuyên có nói rằng là à, Cho đến hôm mà gặp được thầy và học được khóa học của thầy và công ty dạy thì à, Chia sẻ kinh nghiệm là Bạn ấy mới thấy là bạn ấy rất là bảo thủ Với cái lối kinh doanh truyền thống và quan điểm rất là sai Đặc biệt là trong thời dịch Covid như này Em đã vận dụng những kiến thức từ thầy hướng dẫn cùng tập tành chạy quảng cáo và chạy quảng cáo siêu rẻ Đấy, đây ạ chỉ số quảng cáo ngày 26 tháng 8 chạy có 50 à, 1 triệu 360.000 cái tầm tròn là một triệu tư đi thì tiếp cận được 50.000 lượt và thu được 591 tin nhắn và giá bình quân là 2.300 một tin nhắn chạy quảng cáo thời trang Đấy, cũng một chiến dịch khác đúng không ạ tương tự cái chiến dịch này ngày 11 tháng 8 chạy hết 1 triệu 7 sắp xỉ 1 triệu 8 tiếp cận được 59.000 sắp xỉ 60.000 và thu được 829 tin nhắn đó đây ạ ngày 11 tháng 8 ngày 11 tháng 8 vâng và giá thầu là khoảng độ 2.147 sắp xỉ 2002 vô cùng rẻ chạy tương tác thì có 30 đến 80 đồng thôi nhưng vẫn chốt được đơn và các cái bài này là đều chạy sản phẩm của bên mình sản phẩm baza nếu mà các bạn muốn nhập buôn thì các bạn có thể liên hệ với bên mình Thế còn các bạn muốn học chạy quảng cáo bán hàng trên Facebook tốt thì các bạn liên hệ với bên mình mình sẽ chạy cho các bạn nhìn thấy không ạ Cái bài này chạy sản phẩm rất là đẹp công ty mình sản xuất và mình cũng dạy cho các đại lý bán hàng luôn đó 872 bình luận, 500 mươi uh, 872 lượt thích và cảm xúc, 580 bình luận, 17 chia sẻ. Đấy, và thu được 829 tin nhắn kèm theo cả 580 bình luận Cực kỳ rẻ, đúng không ạ? Cực kỳ rẻ. Cũng một bài khác, đúng không ạ? Cũng một bài khác, hàng cũng là hàng thương hiệu baza của bên mình. Đấy, và các bạn có thể nhìn thấy, đúng không ạ? chạy có 365.000 ở đây Đấy, và tiếp cận được 60.000 lượt Đấy, tương tác là à, đây thu được là 9.000 đây cũng đều là các sản phẩm của Bazaar hết ở bên công ty mình 1 triệu 3 đây 60 cái chiến dịch mình vừa nói tiếp cận được 81.000 đây là bao gồm là 50.000 tiếp cận trả phí và 30.000 tiếp cận không trả phí và thu được 519 này thì tính ra nó khoảng hơn 2.000 một tin nhắn rất là rẻ đó rất là rẻ thì các bạn hãy nhập hàng của bên mình là hàng thời trang công sở Baza và thứ hai nữa là các bạn này làm đại lý thì bên mình sẽ đào tạo miễn phí cho còn nếu các bạn không là đại lý thì các bạn có thể học chương trình bán hàng online marketing quảng cáo trên Facebook dành cho các đại lý dành cho các chủ shop thời trang với cái giá rất là rẻ Ok xin cảm ơn các bạn à quên các bạn hãy gọi cho tôi 0989 623 tám ở website là pa marketing vn kênh youtube là pa marketing đúng không ạ hoặc là facebook cũng là phan anh online Và ok xin cảm ơn các bạn